Mini Việt Nam xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến. Ngày 16 tháng 12, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn y tế với người nhập cảnh, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 với những quy định được nới lỏng đáng kể, tạo thuận lợi để bà con về quê đón Tết. Theo đó, Bộ cho phép cách ly tại nhà 3 ngày với người đã tiêm đủ và 7 ngày với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ. Thông tin này một lần nữa khiến nhiều người Việt xa xứ yên tâm hơn khi lên kế hoạch về nước dịp cuối năm. Biết được chính sách mới với người nhập cảnh, anh Phạm Hiền Triết, sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Manchester, anh mừng lắm. Xa nhà 2 năm rồi, tôi thèm lắm một chuyến bay về ăn bữa cơm ngày Tết. Những đổi mới trong chính sách cách ly với người nhập cảnh, người đã tiêm vaccine đủ liều đồng nghĩa với việc tôi sẽ được gặp gia đình sớm hơn và ở bên họ lâu hơn. Anh nói, công việc còn dang dở nên tôi không thể về Việt Nam dài ngày, nếu vẫn phải cách ly tập trung 7 ngày hay 14 đến 21 ngày như trước, có lẽ mùi Tết với tôi còn xa xôi lắm. Cũng phấn khởi như vậy, chị Trà Ngọc Phương Anh, sinh viên tại Đại học Yuha Women's, Seoul, Hàn Quốc, cũng chia sẻ, tôi đã lên kế hoạch về quê ăn Tết từ lâu rồi, nhưng vẫn còn đắn đo về chính sách cách ly và giá vé máy bay. Các chuyến bay giải cứu cho kiều bào có nguyện vọng về nước vẫn được tổ chức, nhưng thời gian bay không chắc chắn, giá vé đắt đỏ, cộng với chi phí cách ly tập trung sau nhập cảnh là bài toán đau đầu với các du học sinh như tôi. Nay bài toán ấy đã được chính phủ tháo gỡ một phần, chờ khi các chuyến bay thường lệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc được mở lại, tôi sẽ nhanh chóng trở về bên mâm cơm sum họp gia đình sau một năm nhiều biến động. Sau khi chọn định cư ở Canada từ cuối năm 2014, năm nào anh Nguyễn Đoàn Thanh Tuấn, Tony Nguyễn, giám đốc công ty tư vấn du học và định cư Vivers, có trụ sở tại Toronto, cũng về thăm nhà một lần. Nhưng từ lúc dịch bùng lên năm 2020 tới nay, anh chưa được gặp lại người thân. Sau khi biết tin chính sách mới, anh Tuấn rất ủng hộ vì cho rằng điều đó giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu được những rủi ro từ việc cách ly tập trung. Anh hy vọng từ nay tới khoảng 1 đến 2 tuần trước Tết Nguyên Đán, mọi thứ không còn biến động để anh có thể đặt vé về và ở lại Việt Nam từ 1 đến 2 tháng. Dù vậy lúc này anh vẫn còn thấp thỏm vì hiện tại số ca COVID-19 ở cả Việt Nam lẫn Canada còn cao, không biết còn thay đổi gì không. Vé vẫn khó mua và mắc lắm. Vấn đề giá vé máy bay trong dịch bệnh còn cao, vượt quá khả năng chi trả là chuyện được nhắc đến nhiều nhất. Và đó có lẽ cũng là trở lực cuối cùng với những người con xa xứ đang mong ngóng được đoàn tụ với gia đình Tết này. Anh Phạm Quốc Khánh, kỹ sư phần mềm tại tổ chức tài chính Thriven Financial, bang Minnesota, Mỹ, chia sẻ, chính sách cách ly tập trung tốn kém và tiềm ẩn rủi ro lây nhiễm chéo thời gian qua luôn là rào cản, khiến tôi chùn bước mỗi khi nghĩ đến chuyện về nước. Bởi vậy tôi rất mừng vì chính phủ đã tạo điều kiện cho kiều bào được tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Nhưng thông báo đưa ra cận với dịp lễ nên rất khó mua vé máy bay. Chưa kể nhu cầu về quê ăn Tết của kiều bào rất lớn. Dù các chuyến bay quốc tế thường lệ được khai thác trở lại, giá vé cũng khó có nhiều thay đổi. Hiện với chuyến bay thuê trọn gói, bay charter, từ Mỹ về Việt Nam có giá khoảng 120 triệu đồng trên vé, đắt hơn gấp gần chục lần so với trước đại dịch. Chị Ngân, một người Việt đã định cư hơn 10 năm nay tại bang California, Mỹ. Chị cho biết gia đình chị không có kế hoạch về thăm bà con ở Việt Nam trong thời gian trước mắt vì sau 2 năm dịch bệnh hoành hành, họ gặp nhiều khó khăn kinh tế. Vé vẫn khó mua với mắc lắm, chị Ngân than thở. Cùng suy nghĩ đó, chị Nga, hiện là y tá tại một bệnh viện ở bang Georgia, Mỹ, chị chia sẻ, mình không về đâu, cứ còn COVID, virus corona, thì đường về còn xa lắm. Chị nói thêm, mua vé về thì quá mắc mà khó khăn nữa. Ai cũng mong Tết sum vầy. Theo kế hoạch mới nhất, trong giai đoạn 1, Việt Nam sẽ mở đường bay đến những thị trường truyền thống của các hãng bay Việt Nam, cũng như của hãng bay các nước sở tại. Cụ thể, đó là 9 đường bay giữa Việt Nam với Bắc Kinh, Quảng Châu, Tokyo, Seoul, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Vincent, Phnom Penh, San Francisco, Los Angeles. Tần suất ban đầu là 4 chuyến trên tuần trên chiều cho mỗi thị trường. Dự kiến tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 14.000 người trên tuần. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1, Vietnam Airlines đang kiến nghị có thêm thị trường châu Âu và Úc vì nhu cầu mua vé về quê đón Tết của bà con rất lớn. Ông Nguyễn Quang Trung, trưởng ban kế hoạch phát triển Vietnam Airlines, cho biết
Khi mở bay thương mại hai chiều, khách sẽ mua vé trực tiếp trên website của hãng. Đơn giản hơn so với các chuyến bay charter hay hồi hương. Vietnam Airlines sẽ mở bán vé chính thức khi cơ quan chức năng thống nhất về kế hoạch mở lại bay thương mại quốc tế. Theo ông Trung, tần suất 4 chuyến trên tuần trên chiều là phù hợp với nhu cầu khách hàng. Ông cũng cho rằng giá vé khi mở thương mại chắc chắn sẽ rẻ hơn so với bay theo dạng combo hay chuyến bay hồi hương. Theo ghi nhận, hiện các hãng vẫn đang lên kế hoạch, chưa mở bán vé chính thức. Vào các dịp cao điểm Tết những năm trước, giá vé bay một chiều từ Nhật Bản, Hàn Quốc tới thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 8 đến 11 triệu đồng trên vé. Trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua, muốn về nước phải đăng ký chuyến bay hồi hương hoặc thuê chuyến charter, tiền vé và chi phí cách ly khoảng 40 đến 50 triệu đồng trên người, tùy thị trường. Do vậy, việc mở bán vé thương mại, tăng bay hai chiều sẽ giảm rất nhiều chi phí cho khách hàng, nhất là kiều bào muốn về quê đón Tết. Các hãng Vietjet, Bamboo Airways cho biết đã sẵn sàng khởi động bay thương mại quốc tế thời gian tới. Đầu năm 2022, Bamboo Airways sẽ mở đường bay thẳng thường lệ giữa Việt Nam với Úc ngay khi có thể. Tần suất khai thác dự kiến ban đầu 2 chuyến khứ hồi trên tuần và nâng dần lên 4 chuyến trên tuần theo nhu cầu thị trường. Cần đón cả khách quốc tế. Theo dự thảo của Bộ Y tế hướng dẫn về y tế với khách nhập cảnh, đối tượng đề cập chỉ mới là công dân Việt Nam, người Việt định cư ở nước ngoài và thân nhân. Dự thảo chưa đề cập khách quốc tịch nước ngoài. Ông Huỳnh Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngôi sao Biển Sài Gòn cho rằng không nên tự giới hạn, phân biệt quốc tịch. Khi mở bay thương mại, khách đủ điều kiện dịch tễ như tiêm 2 mũi vaccine, xét nghiệm âm tính, thì nên cho tự do đi lại. Đồng quan điểm, một lãnh đạo công ty dịch vụ hàng không cho rằng cần mở rộng đối tượng khách nước ngoài để thu hút họ tới Việt Nam. Trên thực tế, nếu mở bây giờ, cũng cần một khoảng thời gian để chờ thích ứng. Do đó, ngoài tạo điều kiện cho công dân Việt Nam về nước, cũng nên mở với đối tượng khách quốc tế. Góp ý với dự thảo của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng trong khi dịch bệnh đang dần được kiểm soát, nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Campuchia, đang đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, Việt Nam cũng cần nới lỏng chính sách để thích ứng tình hình mới. Do chuyến bay quốc tế thường lệ được mở bán công khai với mọi người, nên Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Y tế chỉ quy định các điều kiện, tiêu chí về y tế và dịch tễ, không phân biệt quốc tịch. Đây cũng là nội dung quan trọng để có thể đàm phán thống nhất với các nước, vùng lãnh thổ trên cơ sở có đi có lại nhằm khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ.